Xin chào tất cả các anh chị và các bạn tiếp tục quay trở lại với cuộc sống ở tại thành phố Atlanta này nha. Hôm nay thì buổi sáng ở đây mưa mưa mà cũng mưa nhẹ thôi, nhưng mà thời tiết thì cũng vẫn là còn nắng nóng. Tại vì ở đây là thuộc về vùng đông nam của nước Mỹ, cho nên cái mùa này á nóng kéo dài khoảng đến cả tháng 11 luôn nha. Khác với ở những cái vùng miền khác của nước Mỹ. Ở những cái vùng khác đó, nhất như là về hướng Bắc đó, thì bắt đầu là mùa này trở đi là thời tiết nó dịu rồi. Nhưng mà ở đây cái vùng này cũng vẫn là còn nóng. Tiểu bang cho trà này á có cái diện tích gọi là diện tích đất á, lớn hàng thứ 24 của nước Mỹ nha. Có nghĩa là mình nói vào km vuông á, thì ở đây á tiểu bang này á là có khoảng 133.000 km vuông, trong khi nước Việt Nam mình á là có khoảng 350.000 km vuông, nhưng mà ở đây á là 133.000 rồi, đồng nghĩa với là coi như là muốn gần bằng phân nửa của cái diện tích của nước Việt Nam của mình á, trong khi Việt Nam mình á thì 350.000 km vuông, thì hiện tại bây giờ á có khoảng là 100 triệu dân, còn ở đây á 133.000 km vuông, nhưng mà dân số thì trên 10 triệu người nha. Nên có nghĩa là cái diện tích đất á rất là lớn, nhưng mà dân số thì nói chung là cũng rất là ít, không phải là quá nhiều. Cho nên bây giờ thì vòng quanh cái thành phố Atlanta này có khoảng phân nửa số dân, nghĩa là khoảng 5 đến 6 triệu dân nha, tập trung xung quanh ở thành phố này. Còn phân nửa còn lại thì là sống rải rác ở khắp tiểu bang. Thì cho nên á mình về cái vùng trung tâm của thành phố này thì mình thấy nó đông đúc ồn ào, nhưng mà mình đi xa ra ngoài chút xíu á, bắt đầu là nó vắng vẻ rồi. Cuộc sống nó im điềm, nó cũng không có ồn ào, không có náo nhiệt, nên mình nhìn thấy là nó cũng hơi thoáng lắm. Trước giờ thì mình cũng hay chia sẻ về những cái khu nhà mà nó ra ngoài ngoại ô chút xíu á, thì thấy nó yên bình lắm, nó tĩnh lặng, nó không có ồn ào, không có náo nhiệt. Thì nhiều người cũng nói á, thì về đây sống thì cái cuộc sống nó giống như nó cũng quê quê vậy đó. Nó giống như nếu mà so ở Việt Nam mình á, thì cái thành phố Atlanta này nó giống như những cái thành phố mà của miền Tây Việt Nam mình vậy đó, nó cũng vừa có nét hiện đại ồn ào, nhưng mà mình đi xa xa ra ngoài thì nó cũng có cái nét thì nó hơi hơi nhà quê, hơi yên bình. Cho nên thì nói chung là về đây sống thì nếu như mình không có thích ồn ào, không thích náo nhiệt, về đây sống thì mình thấy là nó cũng được. Thì hôm nay cũng như buổi sáng này thì mình sẽ chạy đi mua một ly cà phê uống xong, rồi mình cũng chia sẻ về cái nghề nail, cái nghề mình đang làm ở đây. Thì cũng có nhiều anh chị, nhiều bạn thì cũng có hỏi thăm mình. Bây giờ nếu mà muốn về đây mà để định cư, để làm nail á, thì nghề nail ở đây á, sống có còn ổn hay không, sống được hay không. Rồi đi mua một ly cà phê xong á, rồi mình về rồi mình cũng như mình sẽ chia sẻ về cái nghề này ở đây nha. Cũng có một số bạn cũng quan tâm muốn biết ở đây bây giờ cái giá xăng nó là bao nhiêu. Thì ở tại thành phố của mình nha, đến ngày hôm nay thì cái xăng 87 nó là 3 đồng 70 sen. Xăng 89 á thì nó là đúng 4 đô. Và xăng 93 đó thì nó là 4 đô 30 sen. Và cái giá xăng thì mấy hôm nay mình thấy là nó lên đó nha. So với vài tuần trước á thì bắt đầu là lên giá rồi. Cây xăng buổi sáng này thì nói chung là hôm nay cũng hơi mưa quá mưa nha. Ở thành phố của mình mày mấy hôm trước giờ cũng mưa cũng ít, mà hôm nay thì do buổi sáng hôm nay tự nhiên mưa, giờ ngoài đường mưa ướt hết trơn rồi. Ở bên Mỹ á, những cái ngày mà nắng nóng á thì mình thấy là nó cũng đã là vắng vẻ rồi ha, nhưng mà những cái ngày mưa đó thì nó càng là vắng vẻ hơn nữa. Mình ở những cái khu nhà mới á, những cái khu mà đông người đó thì thấy nó cũng còn có cái sự gì đó nó ồn ào náo nhiệt chút xíu. Nên mình vô những cái khu mà những khu nhà cũ, những khu nhà lâu năm như thế này nè, cái cảnh này thì coi như là nhiều người nếu mới sang đây định cư đó thì
gọi là buồn mà buồn không có chịu nổi luôn á nha. À, nếu mà đến giờ thì tất cả đều mình đi làm hết, còn ai mà ở nhà thì coi như là chỉ nằm ở trong nhà thì vậy thôi. À, cho nên nó thì mình cũng không có trách được những người mà mới sang đây mà người ta hay than buồn, nó là vậy. Thì bản thân mình ngày xưa mình cũng vậy thôi, ngày xưa thì mình mới sang đây thì những cái tháng đầu tiên thì mình cũng có cái cảm giác vậy thôi, mình cũng không có khó mà hòa nhập được, nó hoàn toàn nó khác lạ với ở bên Việt Nam mình, phải mất một thời gian dài. Nếu như mình ở những tiểu bang có đông người Việt Nam á thì mình sẽ mau hòa nhập hơn, chứ còn về mấy cái tiểu bang mà ít người Việt á, nó vắng lặng, nó yên tĩnh lắm, cho nên cái thời gian mà nó gọi là hòa nhập á vậy thì nó cũng dài. Thì nhất là những người mà lớn tuổi á nha thì nó hơi phải mất thời gian. Những người còn trẻ thì đi học đi làm thì là nó quên đi không sao, nhưng mà những người lớn lớn mà ở nhà tối ngày ở nhà không gì hết thì là buồn lắm. Sau cơn mưa buổi sáng á thì bắt đầu bây giờ là đã nắng lên rồi. À, thì cái ly cà phê của mình coi như đi một vòng về nó cũng đã tan hết. Thì ở đây á, ly cà phê này là ly cà phê Mỹ ở Starbucks. Bây giờ cái giá nó ở đây bây giờ á của cái size này là 4 đồng 29. Nếu như một ly cà phê sữa đá ở tại tiệm Việt Nam á, nó là 5 đô la, và ly cà phê đá như vậy á, nó là 4 đô la. Cũng như mình sẽ nói thêm luôn nha một chút xíu về cái thực phẩm ở đây, giống như về đồ ăn đồ uống á, thì ở đây một ổ bánh mì của người Việt Nam mình bây giờ đó, cái giá nó bây giờ đó, nó cũng khoảng chừng lối 6 đô la cho một ổ bánh mì. Cũng như phở, hủ tiếu, một cái size trung bình thì bây giờ nó cũng cái giá nó cũng 16 đô cho một tô phở, một tô hủ tiếu. À, cái giá này thì nó cũng có lên giá so với là trước đây. Nó thì tuy rằng so với những cái tiểu bang lớn thì cái giá này nó cũng không phải là nó quá cao. À, ok, thì bây giờ mình trở lại với cái vấn đề mà của các bạn hỏi mình về đây để mà làm nail đó. Thì mình biết cũng có khá nhiều bạn thì cũng lo lắng. Ừ, không biết rằng bây giờ mình về đến với tại Atlanta này đó, làm nail có dễ kiếm việc làm hay không? Cái mức giá tiền làm nail đây có cao hay không? Thì bây giờ mình cũng cho các bạn biết luôn nha. Tiệm nail ở đây, tại thành phố này, rất là nhiều tiệm nail. Bây giờ ở đây á, hướng đông, hướng bắc, hướng tây, hướng nam gì đó, cầm cái xe chạy vòng vòng dài 3 phút là có một cái tiệm nail. À, những khu bình dân, những khu sang trọng, nail đầy ra hết. Cho nên mình đừng có lo mà nói kiếm không được tiệm để làm nha. Rất là dễ kiếm. Cũng như ở những năm gần đây thì mình cũng thấy có rất là nhiều người thợ nail làm một thời gian thì có nhiều lý do không có muốn làm thợ nữa, đi ra mở tiệm. Thì một khi mà mở tiệm như vậy đó thì bắt buộc là phải cần mở cái tiệm nho nhỏ khoảng chừng 6 thợ 7 thợ gì đó, thì mình phải cần có thợ đi vô làm. Chứ đôi khi mà hai vợ chồng không thì mình làm như vậy làm không có kịp. Cho nên thì giờ nhiều người mở tiệm quá rồi, cho nên thì lúc nào cũng cần thợ chứ. À, cho nên yên tâm về cái vụ mà nói để kiếm mà tiệm nail làm. Và còn cái giá nail đó thì theo như mình thấy đó, so với các tiểu bang khác đó, thì cái giá nail ở đây đó, nó cũng thuộc về dạng không quá cao, không quá thấp. Thì mình nói như vậy đó, các anh chị các bạn trong nghề đó, thì cũng biết nó cũng ngang ngửa nhau thôi. Những khu mà bình dân lao động thì nó hơi rẻ ăn chút xíu, nhưng mà ở những khu vực người giàu ở những khu vực mà khách chịu làm nail đó, thì bây giờ khách hàng ấy vẫn sẵn sàng làm những bộ tay 60 đô, 70 đô đến cả 100 đô là cũng có luôn. À, thì cái đó thì nói chung ra tay nghề thường thường đó, thì ở những tháng mùa hè đó thì mình kiếm vẫn được 3.000, hơn 3.000 đô một tháng. Thì khi mà vào những cái tháng mà cuối thu vào đông á thì nó chậm hơn chút xíu. Còn ở những anh chị, những bạn mình biết nghề nhiều đó, mình làm ở những tiệm nail lớn, và cũng như mình ngồi một chỗ mình làm, mình đừng có chạy tới chạy lui, mình có được khách hàng đó, thì kiếm cái giá 3.500, 4.000 vẫn có luôn, vẫn được.
À, thông thường thì có những người thì đôi khi cái tay nghề mình nó không có quá giỏi, rồi cứ nay làm chỗ này mai làm chỗ kia, mình chạy vòng vòng như vậy thì cái khách hàng nó không có. Còn nếu mình ngồi một chỗ thì mình làm một thời gian thì mình sẽ có khách kiếm mình, và cũng như cái tay nghề mình khá nữa đó, thì cái lượng khách nó vẫn đều 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 ổn định, thì cái thu nhập nó vẫn tốt. Cho nên cái thu nhập cao hay thấp nó cũng còn phải tùy thuộc vào cái tay nghề của mỗi người. Cũng khó nói để mà chính xác được ai làm khoảng bao nhiêu, mình nói như vậy là nói cái mức trung bình đây thôi. À, cũng có nhiều anh chị nhiều bạn cũng thắc mắc hỏi mình đó, bây giờ nó thấy người ta cần thợ nail, mấy cái báo nail này nè, cần thợ nail bao lương 5.000 mấy đến 6.000 đô một người một tháng, thì nhiều bạn thắc mắc hỏi mình đó không biết có hay không. Mình cũng chia sẻ luôn nha, tại vì mình làm cái nghề này mình cũng đã làm được trên 20 năm rồi. Bây giờ ngày nay đó, những người thợ trẻ có khiếu giỏi nghề kiếm cái chuyện mà 6.000 đô la một tháng là chuyện bình thường, vẫn có nha. Tại vì á bây giờ ngày nay đó, những khách hàng trẻ tuổi người ta rất thích làm móng, và cũng như làm với các loại móng dài, và sau khi làm xong vậy mình phải vẽ các kiểu, thì những cái bộ tay như vậy đó cái giá bây giờ nó khoảng 100 đô, trên 100 đô cho một bộ tay. Và ngày nay thì có nhiều người thợ trẻ làm giỏi, làm nhanh, có khiếu vẽ các kiểu. Thì như vậy những người thợ trẻ này đó mà làm ở những cái vùng mà có nhiều khách hàng trẻ tuổi mà chịu làm móng, thì như vậy đó thì làm một tuần lễ làm 6 ngày, và với cái mức giá này thì kiếm như vậy đó một tháng chuyện 6.000 đô là có nha. Và cũng như không phải là thợ nào cũng làm được hết nha, chỉ là thợ giỏi có nghề. Thì đôi khi mình nói ra thì cũng có nhiều anh chị nhiều bạn là không tin, nhưng mà đây là có là chuyện sự thật, không riêng gì ở thành phố này mà các thành phố khác, các tiểu bang khác cũng vậy. Thợ giỏi bây giờ thợ trẻ thì kiếm tiền là nhiều lắm, chứ đôi khi thợ mà lớn tuổi rồi đó thì mắt yếu tay run, và cũng như những cái mẫu mã những cái kiểu nail mới bây giờ đó coi như là không có theo kịp với giới trẻ, thì như vậy thì mình kiếm tiền thì nó ít thôi, không có nhiều. Nói chung ra bây giờ đó nail mà kiếm tiền nhiều ít đó, thì ngoài cái tay nghề ra đó cũng như còn là một cái dùng cái nơi để mình lựa chọn. Như ở tại Atlanta này bây giờ đó, do cái nail quá nhiều nha, tiệm nail nhiều thì đồng nghĩa với là mỗi một tiệm như vậy thợ rất là đông. Cho nên nếu như mình muốn theo như mình thấy ở đây đó, có nhiều người bây giờ nó phải đi xa ra mấy cái vùng cách thành phố này khoảng 45 phút đến 1 tiếng lái xe. Ở những vùng đó đó thì tiệm ít thợ ít nhưng mà cái lượng khách nó nhiều, như vậy mình kiếm tiền là nó nhiều hơn. Chỉ còn do như ở đây bây giờ đó tiệm đông thợ đông, và cái khách vào mùa hè này đó, thì người ta tập trung đi làm móng tay móng chân nó nhiều. Còn nếu như vào những mùa vắng đó, thì bắt đầu nó vắng đi rồi, thì cho nên nếu mà tay nghề mình không có giỏi đó, thì mình sẽ kiếm tiền nó không có được nhiều nha. Không riêng gì ở đây, ở đâu thì nó cũng vậy hết, nó bị là cái tình trạng này. Nhưng mà nói chung ra thì sống thì ở đây theo như mình thấy sống với cái nghề này thì cũng vẫn là còn sống được. Nó thì khi mà mình mở những cái cuốn báo của người Việt Nam ở đây ra đó, bây giờ mình thấy nè, ở bên tiểu bang Alabama, North Carolina, Tennessee rồi đó, thì người ta đăng báo để tìm thợ, nó để là từ 6.000 cái thu nhập hàng tháng 6.000, 7.000, 8.000, tiền tip rất cao ở những vùng Mỹ trắng vân vân thì nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng xin nói luôn ha, thì khi mà mình xin vô những cái tiệm này làm đó, thì trước khi đi là mình phải nói chuyện cho kỹ. Tại vì ở đây á cái giá này là chỉ có thợ nail giỏi thôi nha, chứ không phải nói mình mới có biết làm sơ sơ mà mình nghĩ rằng vào những tiệm này làm 6-7 ngàn là không có đâu nha, chỉ dành cho những thợ nail giỏi mà thôi. Và cũng như những tiệm nail mà ở những cái vùng xa bên ngoài vậy đó, thì người ta ưu tiên cho thợ giỏi, người ta sẽ là bao lương nữa. Chứ còn mình mà mới biết làm chút chút mà làm yếu đó là người ta không bao lương đâu nha, chỉ làm ăn chia mà thôi. Và ăn chia mà mình làm yếu thì sẽ không có được là cái giá này. Cho nên nhiều khi nhiều người thì
không biết, nghĩ rằng thấy cái giá này là nghĩ rằng là thợ neo làm, thợ nào làm mà cũng có hết, là không đúng đâu, chỉ thợ giỏi thôi. Còn thợ mà thợ làm thường thường, làm trung bình, làm chút chút bây giờ thì cái giá nó mùa hè thì mình kiếm ở 3.000, 3.000 mấy thì cũng được đó. Cho nên nói chung tiểu bang nào cũng gì hết, thì một khi các bạn qua đây định cư, nếu như mình có cái khiếu mà làm nail thì bây giờ mình thấy là cũng dễ tìm việc làm đó. Mùa ở những tiểu bang mà miền Bắc á, thì nó vào mùa đông á, thì nó hơi chậm chút xíu, do tiết rơi nhiều, khách hàng người ta ít khi ra đường. Còn vô mùa hè nắng nóng thì cái lượng khách người ta đi làm nhiều, thì mình kiếm tiền nó nhiều hơn được chút xíu. Nó thì ở thành phố mình thì cũng vậy thôi, nó cũng giống giống như ở những tiểu bang khác thôi, cũng tương đối dễ sống, tiệm nhiều cũng dễ kiếm việc. Nó thì đây là những cái gì mình biết được trong cái nghề mình ở tại thành phố này. Còn về bên nhà cửa, trước giờ mình cũng thường hay chia sẻ nhà giá rẻ, nhà mắc tiền, nhà nhiều loại nhà khác nhau. Ở đây thì mình cũng có chia sẻ rồi ha, các anh chị các bạn nếu có tìm hiểu thì vào trong kênh của mình tìm hiểu thêm, xem thêm. Hôm nay thì chỉ nói về nghề neo chút xíu thôi. Xin cảm ơn hết tất cả các anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Đừng quên khi xem video hãy bấm like và bấm vào nút đăng ký kênh, để được xem thêm những video kế tiếp nữa của mình nha.